Sổ tay mùa vọng năm 2020, thứ tư ngày 16 tháng 12. Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Luca chương 7 câu 22. Đức Giêsu muốn biến đổi toàn thể con người chúng ta, trái tim chúng ta, trong phần sâu thẳm nhất của nó, nơi nó dễ bị tổn thương nhất. Vết thương nơi trái tim của con chiên nói lên rằng trái tim ấy rất dễ bị tổn thương. Khả năng yêu thương của chúng ta làm cho chúng ta dễ bị tổn thương. Và qua thánh thể, qua mầu nhiệm bánh hằng sống, Đức Giêsu muốn ban cho chúng ta một khả năng dễ bị tổn thương mang tính thần thiên. Đối với nhân tính của chúng ta thì khó đó, nhưng đó chính là điều mà chúng ta phải sống. Vết thương không được lành để lên da non. Và nếu chúng ta không tự cuốn mình lại trong vỏ sò của mình nữa, thì đó là một vết thương cho phép chúng ta luôn vượt khỏi chính mình, vào trong trạng thái xuất thần, trong trái tim của con chiên.